Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 20 tháng 5, ông Nguyễn Thái Diễn, Bí thư phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ một cháu nhỏ thiệt mạng do vùng đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường chưa rõ nguyên nhân. Theo Ủy ban nhân dân phường Trần Quang Diệu, sáng 17 tháng 5, chị Nguyễn Thị Trúc Lệ, 32 tuổi ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, chở con gái là cháu VAN đến gửi trẻ tại nhà chị NHTB, 34 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Đến 10 giờ cùng ngày, trong lúc uống sữa, thấy con có dấu hiệu bị nô nói nên chị B gọi điện thoại cho chị Lệ đến đưa con đi bệnh viện khám. Sau đó, em đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, đến 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5, cháu bé đã qua đời tại bệnh viện và được gia đình đưa về xã Canh Hiền, huyện Vân Canh để lo hậu sự. Theo bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện với tình trạng nôn ói nhiều, mệt, được đưa vào khoa nhi để điều trị. Thông tin với bác sĩ, phía gia đình và người giữ trẻ đều khẳng định cháu không bị té ngã hay ai tác động ngoại lực. Bác sĩ Bình nói thêm, qua khám toàn diện, các bác sĩ phát hiện trên đầu cháu bị tổn thương khi nhấn vào da phập phòng bất thường, nên đã chụp CT sọ não và thấy có vết nứt. Sau đó, các bác sĩ đưa cháu đi mổ để xử lý vị trí và đưa về khoa điều trị, nhưng cháu không qua khỏi. Theo chị Nguyễn Thị Trúc Lệ, trước khi đi nhà trẻ, N vẫn vui vẻ cười đùa ở nhà bình thường. Về phía nhà trẻ, chị NHTB, chủ nhà trẻ cho hay, sáng 17 tháng 5, nhà giữ trẻ có 3 người trông giữ và như mọi ngày, N được cho uống sữa rồi nằm trên võng. Chị B nói, "Một lúc sau, tôi thấy cháu nôn ói rồi nằm mệt nên lập tức gọi cho mẹ cháu." lát sau mẹ của N đã đến đưa đi viện. Đồng thời khẳng định N không bị té ngã hay bị ai ra tay. Chị B cho biết thêm, trước đó khoảng 2 ngày, cháu N có triệu chứng hay nôn ói sau khi uống sữa nên chị có báo để mẹ cho biết. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.